Vâng, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện thoại Vui TV. Thì như hiện tại trên tay mình đây đang là cái con Vsmart Active 3. Con máy này nó vẫn chỉ là đại diện cho những cái máy của Vsmart có camera 48.megapixel thôi. Hình như là ngoài con này còn con Live nữa chứ mấy. Đó, thì hai con máy này á, nhiều bạn cứ nghĩ là camera của nó 48 megapixel, thì khi mà các bạn cầm lên các bạn chụp á thì ảnh nó sẽ cho ra một cái chất lượng tốt hơn, đẹp hơn. Tuy nhiên là không phải đâu các bạn, các bạn phải bật nó lên thì các bạn mới chụp được 48 megapixel, mà không phải ai mua về cũng biết bật đâu. Cho nên là trong video hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách bật cái chế độ 48 megapixel trên hai con máy này lên để có thể chụp nó tốt hơn. Đầu tiên mình phải nói là hai con máy này nó không có sử dụng cái camera có cảm biến 48 megapixel, mà hai con máy này nó chỉ có camera là 12 megapixel thôi. Tuy nhiên là khi các bạn chụp, nó sẽ chụp liên tiếp 4 tấm hình, và 4 tấm hình này nó sẽ gộp lại vào chung với nhau để lấy ra một tấm hình là 48 megapixel. Nhờ đó mà chất lượng tấm ảnh nó sẽ tăng lên. Đó, thì các bạn phải hiểu là như vậy. Cho nên là đôi khi chụp nó sẽ hơi chậm một xíu, và khi mà các bạn chụp xong nó phải quay là có nghĩa là nó phải lồng bốn cái bức ảnh lại với nhau, nó tốn thời gian làm việc cái việc đó. Rồi, và cái cách làm của cái này khá là đơn giản, đó là các bạn xem nè, đây là chế độ tự động, và cái chế độ tự động này thì nó sẽ chỉ chụp 12 megapixel thôi. Thì cái việc đó các bạn có nhìn thể nhìn đây là bấm vào cái phần cài đặt nè, đó, độ phân giải camera sau 12 megapixel nè, và nó sẽ không chụp được 48 megapixel. Còn bây giờ nè, chúng ta sẽ chuyển sang chế độ chuyên nghiệp. Khi mà các bạn chuyển sang chế độ chuyên nghiệp á, thì các bạn có thể thấy ở đây nè, đó, chúng ta có hai chế độ là chế độ 48 megapixel, bật và tắt. Các bạn cứ nghĩ là bật chế độ chuyên nghiệp á, chụp vào trong chế độ chuyên nghiệp thì chúng ta phải biết chỉnh này kia, tuy nhiên là không cần đâu. Ở đây các bạn có thể thấy là white balance nó để auto, ISO auto, tốc độ màn chập cũng auto, thì các bạn chỉ cần bật cái chế độ này lên, sau đó bật 48 chấm thì các bạn đã có thể chụp được như camera tự động với cái chất lượng hình ảnh là 48 megapixel rồi. Đây, đơn giản các bạn có thể bấm vào để lấy nét như thế này nè, đó, lấy nét về đây. Cái ví dụ mà mình muốn lấy cho các bạn xem á, thì đây mình đã chụp sẵn hai tấm hình này rồi. Đó, và đây là cái tấm hình mà mình chụp bằng cái chế độ tự động bình thường. Thì khi mà nhìn nó các bạn vẫn thấy là cái chế độ bình thường này chụp nó vẫn có chi tiết, tuy nhiên zoom lên nó chỉ zoom cho tới đây thôi, nó không thể nào zoom to hơn được nữa. Và cái chữ active này các bạn thấy là nó cũng hơi bể một xíu. Thì đó là một cái điểm yếu của chế độ chụp bình thường. Còn đây mình sẽ bật sang 48 megapixel, mình zoom lên. Đây các bạn có thể thấy, hồi nãy là các bạn chỉ zoom được tới đây thôi đúng không? Nhưng mà không, bây giờ các bạn có thể zoom to hơn để các bạn nhìn chi tiết cụ thể hơn rồi. Thì đó là một cái lợi ích của việc chụp 48 megapixel. Còn về cái mặt chất lượng hình ảnh đó, thì các bạn có thể thấy là cả hai tấm hình này chất lượng hình ảnh nó đều tương tự nhau, cái màu sắc cho ra vẫn y như nhau, và đều có thể gọi là chụp xong rồi chỉnh sửa được. Mình không có thấy sự khác biệt lớn về màu sắc trên hai chế độ này. Đó. Rồi, và đó là video mà mình đã chỉ cho các bạn cái cách bật chế độ chụp 48 megapixel trên những máy Vsmart. Thì hôm nay mình lấy là cái con Vsmart Active 3 này. Đó, thì nếu các bạn cảm thấy video này của mình hữu ích thì hãy đừng quên để lại một like cũng như một share để ủng hộ Điện thoại Vui tụi mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.